3. Bonk. Why do I always make the mistake when I do an ASMR? What? Chỗ nào? Quên đó, quên thì có hả? Đó là Jack in the Box mà. Jack in the Box? Cái box bán clarify là Jack in the Box có bán mà. Jack. Oh, Jack in the Box. Jack in the Box hay là Wendy? Con ăn bán Wendy hồi nào mà con rồi con biết clarify. Jack in the Box phải không? Jack in the Box. Dạ, Jack in the Box là có clarify bảo. Bảo làm bà không biết, bà không biết. Cái hình chụp của em mà ông lấy được cho anh. Sorry guys, we need to be quiet. Chụp xương của em á. Ôi trời. Tại vì ông nói anh cũng bị xương thẳng. If you guys know English and Vietnamese, anh mới hỏi của cái gối thì sao nhỉ? Tôi nằm chung giường với Ngọc bữa. Rồi nó cũng bị cổ cũng bị xương thẳng thì tôi cũng xương thẳng này, tôi cái gối phải không? Hành đường sao? Cái nè em. Just kidding, not Wendy's. It's Jack in the Box with curly fries. Meat. Hey, curly fries, bảo lúc bảo. Ba đồng tiền đấy. Curly fries, curly fries. Now let's start chanting. Bảo nha, lì lấy khăn lau tay cho mẹ. Mày lấy giấy cho con lau tay, giấy mà có làm con đó. Tên mới cho con học đúng rồi. Cái bịch đã hết hả? Go back for part 4, actually Wendy's this time.